với lại cạnh lại điểm câu mà gặp bé ếch nè. Ếch nằm nè. Trời ơi, điện thoại quay. Ếch nổi cả nha. Mồi đó Vũ ơi, mồi trưa nay mình đó Vũ ơi. Mẻ bông chuối gì Vũ? Rồi. Chắc mà vài bữa nữa em ra. Quay nhỏ lên chút. Lâu quá nè. Nó trôi đi Vũ ơi. Kìa nó mới con nhỏ ở đây có cá bự có nhỏ nữa nha. Chào cả nhà nha. Nay mấy anh em mình vô kinh 14 câu kiếm cá mè nha cả nhà. Mè dinh nữa. Mới tới đây chưa tới điểm câu phát hiện em ếch. Giờ mấy anh em mình đang tập trung câu em ếch. Sốc phải tháo lưỡi ra. Dịch sốc đít á. Lặn rồi, nổi lên nữa vợ. Nó đó. Nó chạy theo rồi đó. Thấp chị. Rồi rớt một chú rồi. Sốc luôn hả? Để nghe đít nó. Anh dở chị qua chị qua chị hay sốc. Đó dính rồi đó. Hay quá. Không ăn tôi sốc luôn. Từ để vô. Mày ớt nuôi bóc e vô đó, siêu phẩm bự nha, siêu phẩm nha mọi người. Quá đã. Trưa nay có đồ ăn nè. Cái này mới thực tế nè. Đồ vô kèo với cân chai. Ok, vô vỏ. Hiện tại anh em mình mới tới điểm câu nữa cả nha. Xong bình anh. Quá, này câu kinh 14 gì nè. Kinh 14 cái gì. Mình cũng lần đầu tiên câu đây. Đây. Hỏi đẹp cả nha. Có dừa con này cái kia luôn. Uống hay uống à. Sân này sạch sẽ, thoáng mát. Chỗ này mở trường gà thầy. Không, nè đây mỗi chân gà còn gì nữa phải khoảng. Mày đá dừa nó rộng. Không, phải cưa cây dừa này mới đá mới ngon phải không? Vũ hay quá, tính là Vũ cũng chuyên nghiệp chứ. Rồi thôi ra cần dứt. Mấy anh em đang ra cần rồi cả nha. Mình thì mình mới ra được cần máy. Cần máy ngay chỗ này nè. Cần máy để quýt lăng xê. Vũ thì chỗ này sâu quá chê rồi. Đi qua bên kia rồi. Có điện thoại cả nha. Có thức cái gì vậy? Sâu lắm hả? Nay nước lên mà. Tính là cái dù quân Vũ có tác dụng đâu tời.
Vậy mà nó còn xuống nữa kìa. Lúc luôn rồi. Còn 2 mét rưỡi nữa không? Gần hết thì gần 36 rồi. Ghê vậy. Sâu. Sâu quá sâu. View của cá đẹp cả nha. Chưa ra cận được nữa mà anh nhăn lên con này cả nhà. Mày gì? Mày dánh hả? Ồ, quá phê. Cái động rồi. Bỏ lỡ đi. Ôi, mới đây chưa đó lên hàng rồi. Quá đã. Không ra giật đi anh. Đây thêm em mày dánh nữa. Hay quá, đừng làm vũ ngợp anh ơi. Đừng làm vũ ngợp, ngợp rồi. Sao em chìm luôn hả? Đâu vậy? Lên nữa rồi. Mè nữa. Dính. Anh em mình dính nhau vậy. Trời ơi, cái lưỡi không ngóc được cá không chơi vậy. Chà ngán con cá luôn. Ôi xì. Này cá đâu có kịp chảy đâu. Sắc quấn thêm chì quá, chảy quá chảy. Phải không? Mua phao quanh lúc rồi đó. Đâu, vậy để ở đây. Hả? Cá nuôi mà. Đấu kim chì rồi, nhẹ quá. Khó thay vào. Với quýnh dài quá, cái lực mình quýnh nó cũng bị dễ bị chậm nhịp giật lắm. Nhỏ dài quá dài. Đó, thấy không? Lên liền chứ đâu không lên. Hồi hư. Con này trừng nè, mày dính nè. Mày dính. Dính nó trừng phao liền. Rồi giật vậy nó còn sót được lưỡi nữa. Mà vũ đi nó thà mất cần chứ không gắn đó. Giật giật lên đi. Nó còn lên đó, còn lên đó. Lụm rồi đó. Rồi mini. Em quá ăn hả? Ê, chạy dưới quen, cần dẻo quất sướng ta. Cần dẻo gì có cảm giác. Ăn vừa không kịp chìm luôn. Ngồi lâu lâu nhớ trả lời cho vụ đi cá lôi miệng kinh cũng hay á. Gì quá không dính hả? Dảnh. Bá một cá trê đi. Ôi ơi, giật nó ngáo gì trời. Đó. Lấy cúp. Vậy mới được. Ôi, hút trên còn bự bự không. Con này con xi nhê vậy. Hút trên nào, hút trên này hả? Ngay đầu đóng vòng vòng dễ vô. Nước thải xuống nó rút rồi. Đó, lắm. Lấy cúp. Định ra đây là đại chiến cá mè mà. Đây là chủ yếu là cá mè mà. Không quá rồi, chẳng là cốc hay là... Vừa đi là lấy cúp luôn hả? Hmm.
đi, mình đi review với Tư Vũ coi. Tư Vũ chinh chiến sao rồi, nãy giờ chui cái hốc này. Nắng Vũ. Không cá mà chồm té đi vậy. Ồ, Vũ kiếm cái chỗ đẹp quá ta. Ồ, chỗ quả đẹp quá vậy. Cá nó chơi ngồi rồi. Mấy con rồi? Bảy con giật nãy vậy. À là sẽ con nãy chưa có con nào hả? Quay mặt rồi kìa. Chưa có con nào. Người ta giật khí thế lần này chưa có con nào. Mồi nó chê sao mồi hết rồi. Mồi nó chê rồi các ơi. Thôi đi chê. Ôi thôi thôi. Giả không đâu thừa mồi chê. Đổ vào cắm kia đi. Hay là quýnh hết đó thử đi. Bắp. lôi luôn rồi. Cái xác rồi. Những cái xác rồi. Đó. Của em mình. Quay nó quá vô nói rồi. Quỷ lên xuống nữa nhỏ quýnh cái một à. Bắt nó hết. Của em cái gì nó cũng nhấp không là nó có kéo đâu. Nóng gà. Má vô đây. Lắc dữ vậy. Cái gì lắc dữ vậy. Thôi ôi nó lắc. Nổ trục nữa hả. Nổ mày câu gì nổ trục quay vậy. Để thăm dò nó coi nó làm gì nổ trục quay vậy. Nổ nữa hả. Hai cái hả. Nó săn gì nổ trục rồi. Đây. Cái gì luôn à? Cũng luôn hả? Sóc luôn cái cắt luôn à. Như cây vậy. Nó đang chằng như vậy hả? Ông luôn. Mấy con cái gì đó. Lộ không nghe cái ta chứ cái gì. Đây cái ta dữ lắm. Cái nó chạy là cái đôi, còn nó không chạy mà nó đằng cái ta. Đồ không chơi ngon vậy, đâu gì ta. Thằng không xài giấy bảo hộ luôn này chứ lì ta. Nó luôn hả? Anh vô cái đầu. Nhát luôn. Đâu má giật hồi nó dính là cứng khự rất là lâu là 12 cái cục luôn á. Nó đó. Chứ cá nào ăn nãy giờ cũng dính luôn thằng. Đựng cương quá. Nhiều nữa. Không em đóng nó cứng nó bung liền mà. Làm vậy hả? Không có chừng của mình đó tôi ơi. Thôi về đi. Đó. Rồi, lên luôn. Mẹ ép chạy ghê. Thịnh ghê là hết mồi. Xác quốc nữa rồi, lôi kìa. Lôi chạy kìa. Dính cái gì đó anh. Nó lôi chạy đó. Bó tay nó rồi. Chưa ha.
đút lên rồi nổi phao em luôn. Ủa đâu có dướng gì đâu mà cái phao em mất tiêu luôn, ngã luôn rồi. Nặng dữ vậy, con gì nặng dữ vậy, nặng dữ vậy, con gì nặng dữ vậy. Hèn chi nó nặng dữ. Ơi 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 ơi, không vui. Đây con cá cỡ này, con cá chút xíu đi mà đi khoe trời ơi. Chốt rồi, chốt cá. Ờ nó cái chốt. Kìa. Đây. Chốt cá luôn. Bỏ đây lủng thôi nha, bãi cạnh nó ha. Cá kéo kéo cá cạnh nè. Đây tao câu dính cái dứa luôn. Dứa luôn. Đây tao dính cái xác luôn nè. Xác hả? Cái gì vậy? Trời ơi, cá nhỏ nhỏ bươi bươi con vũ nói gì. Cá rồi, nó đi ru rồi. Thích cá. Lại rồi. Cái nhỏ tha quá. Ăn nè, ăn nè. Hàng nữa nè, hàng nữa nè, hàng nữa nè. Ồ, giờ có bự rồi, có bự không à. Hàng lâu rồi rồi. Cái mè. Quá phê. Còn gì nữa đâu mà nói. Mỏ nhọn với bột. Con được làm đồ bếp đi Vũ ơi. Mình quăng ngay đó đi, cục mồi nằm ngay đó đi. Ừ. Mình quăng qua đó, mình kéo rê lại. Qua đó khoảng 5 thước, 3 thước vậy á. Cái mình rê kéo ngược lại ha. Cái gì vậy lại với mồi, thẻo nó bung ra phải không? À. Cái nhỏ. Cái nhỏ mà. Cặp. Nhỏ mà lâu thế ghê vậy. Làm gì vô hả? Nó thường ở cặp hả? Ừ. Chứ nhiều nãy em thấy có mấy cái nhỏ ụp nữa. Đi làm đồ ăn đi Vũ ơi, chứ cá đây ăn quá rồi, cần chi câu Vũ. Nghèo anh. Còn em không thấy được con cá luôn á. Lôi ra đi ông nội. Rồi lôi ra đi. Ngọn nó không nổi. Ơi ơi, khủng quá, ngọn không nổi. Trời ơi con cá. Trời ơi con cá. Đi 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 đi, khoen Vũ, khoen Vũ, khoen Vũ. Đi khoen Vũ. Cá gì thả bắt Vũ? Cá gì bắt hay thả? Câu cá gì chút chút vậy không nè? Hả? Cá ăn xương mà, thả đi. Phải không? Trời ơi, cá đi. Thả đi anh. Còn lớn nữa hả? Lớn dữ, cá nó bự dữ chưa? Cá gì giật nổ trục, trời ơi, thiệt cái tình. Quá tê với con cá này thiệt chứ. Đúng, hồi nãy giờ chậm ăn cá bự vô. Mày là phải vậy. Quá khương cả mày thật chứ. Thật biết bao nhiêu luôn. Đầy vỏ Vũ ơi. Canh thấy có ngọn gì, canh thấy có phao, canh không được. Lên hàng. Lên hàng. Quá wow, trời làm không kịp luôn Vũ ơi. Cá giật không kịp luôn. Nó chìm luôn, nó lúc nó chìm luôn kìa. Nó ăn gì kỳ, ăn cái phao không chìm mà cái cần giật lần sau. Quá hả, phao đúng không chìm. Nó nhúng nữa. Công 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 cần
Công cần nó lớn bờ. Mỏ nó nhọn thiệt, mỏ nó dài quá dài. Lúc cần. Trời ơi, chạy dữ vậy. Dính đầu dính đuôi luôn, chạy đâu. Rừng mặt giống luôn. Vậy sao xảy được? Câu y như kiểu câu xưa dưới quê, câu canh ngọn cần không? Câu một cái thợ không có phao. Ngọn cận cũng nhịp là giật rồi chứ trời. Mất tiêu của phao luôn rồi. Ý, con thằng bị bướm à. Con thằng bị bướm chịu không nổi rồi đây. Bướm quá rồi. Cá gần chú ơi. Cá giật không? Không thấy giật luôn ơi. Nè, lấy gần tao coi đi. Lên. Ở đây con. Ôi, tới công chuyện rồi, tới công chuyện rồi. Ở đây, cá này nhỏ ta. Cá nhỏ hơn cái cá nãy rồi. Ừ, gỡ cá giùm đi, có nhớt vô. Phao nó sao nổi luôn rồi. Lại cái vũ mày quăng cái gì, tao quăng tao giật còn nhiều hơn anh Nhân nữa mà mày quăng cái gì đâu á. Không ngồi lại coi. Lúc nha, mất rồi. Đó. Mất giỏng luôn. Nếu mà vỗ ăn ở đây cũng phải đủ không? Kệ cho con Vũ đi gỡ cá cho nó đỡ ghiền chứ giờ sao giờ? Mất nhớt hả? Gỡ cá cho có nhớt thì phải rồi. Ôi ôi. Anh dựng con đi, em nhận nó dưới luôn. Chứ nó xui dữ lắm rồi. Mò vũ cứng quá hay sao, dẻ quá hay sao. Rồi mất lượt. Ôi Vũ, lẩm Vũ. Trời ơi, rồi xong rồi Vũ. Trời ơi. Chết tao rồi Vũ. Cái gì vậy? Trời ơi, phá kìa. Ôi si luôn, tao giật nãy giờ không sao rồi ơi. Trời ơi, giật luôn cái cốc, sao lại gãy. Trời ơi. Không rồi. Xui thiệt là xui luôn á trời à. Báo là không phải Vũ mà. Cái quả mày quá. Từ nào tới giờ con Vinh không dính cá, thì dính cá gãy câu. Hết nổ trục rồi tới gãy câu. Bảo quá bảo rồi. Ôi si luôn. Rồi cũng chiều rồi cả nhà ơi. Giờ mấy anh em mình dọn đồ về thôi. Xong rồi cậu im lắm rồi cả nhà. Đây thành quả của mấy anh em mình buổi chiều hôm nay. Toàn cá mè không nha cả nhà. Em này là
VIP luôn. To quá. Rồi, đây thành quả buổi chiều mình, quên còn em ớt nữa. Đây em ớt nữa. Mới vừa khai cần ra là dứt em nó luôn. Em này về chắc thả nuôi luôn. Thả nuôi luôn. Rồi, thành quả anh em mình buổi chiều ngày hôm nay cả nhà. Cũng khá là nhiều. Nói chung là cá mè này ở đây nhiều lắm. Cái chốt nữa. Vũ thì nó báo cây cầu của mình rồi. Đây là nói chung là thánh báo của ngày hôm nay. Báo quá báo rồi. Không thể nào tin được. Cây cầu người ta mày nghĩ sao nó chỉ chưa gái cần. Rồi thôi, chào cả nhà, hẹn cả nhà tiếp sau cả nhà ơi. Tiếp sau có thể là mình đi đánh cá nàng hai. Thấy chung là thấy cá nàng hai lên cũng nhiều, thấy cũng ham lắm mà để nay mai mình rảnh mình đi đánh thử có không? Có không? Rồi quay cho cả nhà mình cùng xem cả nhà. Rồi, chào tạm biệt cả nhà.